Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta trong video ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với một bài mới các bạn ạ. Đây là chúng ta đã sang bài số 4 rồi. Trong ba bài vừa rồi thì các bạn học, nếu cái chỗ nào mà các bạn không rõ thì các bạn có thể trao đổi với mình ha. Rồi bây giờ trong cái bài 4 này là một chủ đề rất là đặc biệt. Đó là chủ đề Special Education. Đó là giáo dục đặc biệt đó các bạn. Cái việc dạy và việc học mang tính đặc biệt một xíu. Còn nó khác với cái giáo dục thông thường. Thế thì trong xuyên suốt cái nội dung của Unit 4 này, chúng ta sẽ được tiếp cận, chúng ta sẽ được biết đến rất nhiều cái khía cạnh của những cái sự giáo dục, cái sự học và sự dạy nó mang tính đặc biệt, cái special này các bạn này nha. Rồi, và thì như mọi khi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần reading. Phần reading này là phần luyện đọc này, chúng ta sẽ bắt đầu với before you read. Phần before you read này, chúng ta sẽ giải quyết hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta làm một cái danh sách, một cái list này các bạn ạ. Một cái list của những cái hoạt động mà bạn làm mỗi ngày. Cái list, cái hoạt động, các activities này á. Ví dụ bạn làm cái gì mỗi ngày đó, bạn viết ra một danh sách. Rồi sau đó bạn hỏi đối tác của bạn là những người cùng học với bạn á, cùng ngồi lớp với bạn á, là những cái hoạt động nào mà bạn nghĩ rằng, với người bạn của bạn nghĩ rằng là sẽ khó khăn đối với những người mù và những người điếc này các bạn. Những người mù này và những người điếc này. Vậy thì mình liệt kê ra một vài cái danh sách, rồi với một vài cái hoạt động trong ngày của chúng ta, trong một ngày đó. Sau đó mình hỏi bạn của mình, những cái người mà họ bất lợi như vậy á, thì họ gặp khó khăn gì? Đó, những hành động nào, hoạt động nào? Ok, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta làm việc cùng với một đối tác của chúng ta, một người bạn cùng lớp đó, các bạn nào thân thân hay bạn nào mà gần với mình á, mà hiểu mình á, thì mình nói chuyện nhiều với người đó. Ok. Và cái phần hai này á, là người ta đề nghị mình nhìn vô trong cái bức tranh này nè các bạn nè. Và cái bức tranh về cái trailer này, alphabet này á, là gì các bạn? Là cái những cái cái mẫu tự alphabet của trailer này dành cho những người không có khả năng đọc đó các bạn. Đó, gần như không có thấy đó. Và nó sẽ giống như một dạng chữ nổi đó các bạn. Đây rất là ấn tượng. Ông này là một nhà phát minh người Pháp đó các bạn. Một nhà phát minh người Pháp rất là giỏi. Ông sáng tạo ra cái mẫu chữ, cái mẫu tự này á, là ông là một nhà phát minh năm 1821. Ông vừa là nhà giáo dục, vừa là một nhà phát minh người Pháp đó các bạn. Đó. Thì ông nói ông phát minh ra cái chữ này để ông giúp được rất nhiều người khó có khả năng đọc, để hiểu được thế giới, đọc được và hiểu được những thông tin của thế giới. Cho nên ông là một người mà được rất là nhiều người mến mộ các bạn ha. Rồi, vậy thì người ta đề nghị mình là xem cái này, rồi sau đó tìm ra cái gì? Thông điệp ở phía dưới đây. Đây, những đây là bốn cái chữ gì trong cái mẫu tự này. Như vậy là đối với các bạn không biết thế nào, chứ có thể một vài bạn có khả năng đọc được, chứ thầy nói thật sự là thầy chịu, thầy cũng chưa có nắm được. Mặc dù đôi lúc thầy có thể giao tiếp với cái người họ không có khả năng nói mình, thầy có thể ra những cái ký hiệu, nhưng không thể nói chuyện được nhiều lắm các bạn. Nói được 5-7 phút là hết, là 10 phút là cùng, chứ thầy không thể nói được nhiều, bởi vì thầy cũng không có đầy đủ nền tảng kiến thức về cái mẫu tự này. Nhưng thầy cũng có gặp một vài người bạn của thầy á. Một vài người bạn thì họ cũng có tìm hiểu cái này. Họ giải thích cho thầy là cái chữ này là, bốn cái chữ này là We are the world. We are the world là chúng ta là thế giới đó các bạn. Vậy thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái thông điệp đó đúng không? Mình viết ra We are the world. Tí nữa mình viết ra cho các bạn ha. Rồi vậy trước khi vậy thì mình chỉ làm xong cái phần 1 cái đã. Rồi vậy thì cái phần 1 mình sẽ liệt kê ra cho các bạn đây rồi. Phần 1 là rất là dễ, rất là nhiều cái việc để chúng ta làm hàng ngày. Mình cho các bạn xem cái thông điệp của cái mẫu tự này luôn các bạn nha. Bốn chữ này. Đây, cho các bạn xem luôn cũng được. Đó là We are the world. Đó, bạn của mình nói á, bạn có thầy chỉ thầy chứ thầy thật ra cũng không nắm được cái thông điệp này. Thầy nói thật sự là như vậy. Không phải ai cái gì cũng biết hết đúng không nào? Cho nên thầy nói thật là như thế. Rồi, nói chung mỗi ngày mình hoàn thiện dần, mình biết được thêm cái nào nào là tốt cái đó. Rồi, bây giờ mình giúp các bạn xem. Trước khi mình đọc, mình liệt kê những cái việc nào. Ví dụ buổi sáng là mình hay dùng là brush my teeth. Đó. Brush my teeth. Nhớ cái âm cuối bạn nha. Đó, cái âm vô thanh này các bạn đưa cái đầu lưỡi ra khe hàm răng. Đó, rồi. Brush my teeth. Do exercise. Đó.
đánh răng, xong rồi tập thể dục nè, do exercise, rồi sau đó là tắm, take a bath, rồi sau đó ăn sáng, have breakfast. Rồi, đó là những cái hành động mang tính đặc trưng cho buổi sáng đúng không nào? Rồi sau đó buổi trưa ta hay có cái nghỉ trưa, chúng ta là take a nap, take a nap. Rồi sau đó ta có thể làm bài tập về nhà sau bữa trưa. Khi đi học về chúng ta có thể là do my homework. Các bạn nhớ nha, homework nó khác với housework. Housework là việc nhà, còn cái này là bài tập về nhà, cái này là homework. Rồi sau đó ta làm, ta tập thể dục, cũng có thể tập thể dục hoặc là chơi thể thao, and exercise and play sports. Đó. Rồi sau đó chúng ta có thể đi học, go to school, đi học thêm chẳng hạn thế các bạn ha. Rồi còn cái việc đi học này cũng thể, cũng có thể là đi học ở trên trường đúng không nào. Sau đó buổi tối chúng ta có thể là watch TV, xem TV. Sau đó chúng ta học bài của ta, learn lessons. Rồi chúng ta đi ngủ, go to bed. Rồi như thế là những cái hoạt động mang tính điển hình một ngày của chúng ta đúng không ạ. Rồi vậy thì bây giờ mình hỏi bạn của mình, hành động nào mà mình nghĩ rằng bạn của mình nghĩ rằng là khó đối với những người vừa nêu ra đó, những người vừa không nói được, vừa không nghe được đó. Which activities do you think may be difficult for blind and deaf people? Rồi, bạn nghĩ hành động nào sẽ là khó khăn với người mù và người điếc? Bạn mình trả lời, I think playing sports, watching TV, and going to school by themselves are difficult for these people. À, tôi nghĩ chơi thể thao, xem TV hay đi học bằng bà chính bản thân họ đi á, thì rất là khó đối với những người này. Đó, như vậy là các bạn, chúng ta đã trải qua cái phần trước khi chúng ta luyện đọc như thế này là đã tương đối tốt rồi đúng không các bạn? Chúng ta nắm được một vài cái cơ bản rồi. Rồi, hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta vào cái phần trong khi chúng ta đọc. Các bạn cũng thông cảm, mình quay những cái video nó ngắn thôi, trên dưới 10 phút cho các bạn. Bởi vì nếu mà quay mà quá 20 phút, hai mấy 30 phút, đôi lúc các bạn xem lâu quá thì các bạn dễ mệt mỏi đúng không? Thầy không muốn các bạn mệt mỏi mà. Mỗi lần các bạn mở video trong vòng 7 phút, 8 phút, 10 phút, 15, 20 phút trở lại là các bạn cảm thấy hứng thú. Rồi sau đó các bạn có thể nghỉ ngơi một mấy chục giây, các bạn có thể xem tiếp video thứ hai đúng không? Nó đều nằm ở trên kênh của chúng ta hết rồi, nó đâu có mắt đâu mà sợ đúng không ạ? Rồi, như vậy là hy vọng các bạn thấy các video nó ít có ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm các video tiếp theo các bạn ha. Rồi một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta bắt đầu với cái phần trong lúc chúng ta đọc các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.